Hello anh em, lần trước mình đã cho anh em xem một con rắn mùng baby mà mình được tặng và mình đã cho vào trong cái bể ếch để nuôi cùng ếch luôn. Nhưng mà nuôi được một thời gian thì con rắn mùng baby nó đã ăn hết bọn cá mà mình thả vào. Và nó ăn chán chê xong rồi nó lại chui ra khỏi cái lưới, nắp lưới là nó chui ra ngoài nhà, thế là nó chết khô ở ngoài luôn, chán vãi. Bây giờ mình sẽ clip này mình sẽ giới thiệu các bạn về con rắn mùng đấy, nhưng mà màu khác, nó là móc khác, nó là albino, nó là leucistic đấy, thì cho các bạn biết là cái sự khác nhau giữa bạch tạng và bạch thể luôn đó. Thì ở đây là một cái chuồng để nuôi bọn rắn mùng của một breeder kinh khủng chuyên nghiệp ở Việt Nam. Ở đâu vậy nhỉ? Đây nè, trắng à. Này, lù này, đầu này. Anh ơi, anh lấy cái que rồi gảy con trắng ra ngoài được không? Từ từ đợi tí đã. Ồ, quay thì nó hơi lóa đèn. Anh ơi, anh coi con này đi. Ở đây thì cái đầu của con vàng này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Con này vàng này thì nó là bạch tạng của bò sát các bạn ạ. Đây là con màu vàng các bạn ạ. Khi bọn rắn màu vàng này lại đéo nhìn thấy nó đâu rồi. À đây. Ui, mở thế. Không mở luôn các bạn ạ. Rất là khó lên nét. Đây các bạn nhìn thấy. Vẫn đéo nhìn thấy lắm. Đây, mình đã rất là cố gắng để mà tìm được cái góc để quay con này. Thì đây là bạch tạng. Nó không giống như là các bọn thú. Thú là bạch tạng là mắt đỏ và lông trắng nữa. Còn bọn bò sát này thì bạch tạng nó là màu vàng. Bạch tạng nó là mất hết các sắc tố đen. Thì các bạn có thể liên tưởng đến hypo, thì hypo nó cũng là hơi vàng vàng, nhưng mà nó vẫn bị hơi đen, sạm sạm đen đen tí. Nó chỉ là mất bớt sắc tố đen thôi. Còn bọn này mất hết thì nó sẽ vàng vàng tươi hẳn lên. Trông nó rất là khác so với hypo. Và cái đặc điểm mà các bạn có thể nhận dạng được cái albino ấy, là cái bạch tạng ấy, là mắt nó màu đỏ. Đỏ? Ừ, mắt đỏ. Em thấy mắt đỏ kìa. Đúng vậy. Anh có thấy không? Có chứ, mắt có mù đâu. Anh nhìn đâu ấy? Nè, anh có bé gì hả? Ừ, con nào nữa? Em thấy con này màu trắng à, đúng không? Đâu, con này màu vàng. Ý, có màu vàng kia. Ừ. Có một con ở đây này, ừ. To to này. Đúng rồi. Thì còn ở đây trong bể này có một con to to hơn là con bạch thể nữa. Thì tôi sẽ tìm để quay cho các bạn xem. Anh ơi, móc móc nó ra em xem cái. Khó phải thế rồi, gì phục vụ công tác giáo dục đi. Để ở đây đấy, tìm đồ móc đã. Chào mọi người. Em nói gì bây giờ anh? Em nói là hôm nay em đi lê ve đi theo. Ở đây 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 đây. Ơ. Đó, con bạch tạng nó đang bơi. Ơ, không một con to này cô. Ừ, có mấy con mà. Anh ơi, đầu đây, đây 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 đây. Ờ, đây nhìn con. Nhìn chưa? Mình nhìn thấy rồi, nhưng mà nó rất là khó nhìn bởi vì nó có đèn ngay đây nữa. Không nhìn thấy. Đấy, thấy có một con bạch tạng đang bơi ở kia. Đây. Đấy, chỉ có một con trắng thôi. Một con vàng. Ừ, có một con trắng với còn hai con vàng đúng không? Con này trắng dã man luôn ấy. Thì nó là bạch thể mà. Đấy, nó bơi góc một kia rồi. Anh ơi. Anh có cầm được con này không? Thôi, không cầm lấy đâu. Sao anh? Không, bọn này nó dây đấy luôn. Ờ, bọn này nó... Con này đẹp nhỉ? Ừ. Đây, anh ơi, đây. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Đẹp ghê, mẹ cái bọn này. Bơi, bơi, đéo họ bơi. Đây, các bạn ơi, đây là bọn bạch thể. Thì các bạn có nhìn thấy là mắt nó vẫn màu đen như bình thường. Đỏ mà. Ờ, mắt đen, mắt đen mà không có lòng trắng luôn. Mắt đen xì luôn ấy. Nó là black eye leucistic. Là bạch thể. Không phải đỏ đâu, em nhìn nhầm ấy. Không phải đỏ đâu. Mắt em có thể nó bị ánh đèn nó phản lại cái thứ rồi. Đây này, cái nhân mắt nó đỏ này. Không phải, đen mà. Sao nhìn ra màu đỏ? Anh nhìn sắc vào mắt vi. Thì bạch thể này là mất hết sắc tông màu luôn. Và nó chỉ để màu trắng thôi. Ôi, nhìn con này ngáo. Chịu được. Ừ, nhưng mà nhìn cái góc này. Đây. Ơ, lấy nét bằng tay được à? Được chứ. Máy xịn mà. Cảm ơn các. Bây giờ
Nhìn mừng cười. Ê, con bạch tạng đi ngang qua này. Hello. Tao phải vào máy một tí. Thấy con normal to kia nhá. To nhỉ, con này. Bọn này mắc sai đã được tầm này mắc sai rồi đúng không? Hình như mắc sai nó phải to hơn nữa, mà mắc sai 60 phân hay gì. 60 á? Ừ. 50 bằng ngón tay nhỉ? Hơn ngón tay. Con này chắc cũng gần, con này chắc phải 50. Con này là con của con bạch thể và con to vừa nãy các bạn ạ. Nó mang một cái head trong người và con này nó mà ụt ụt nhau với cả chị em, anh chị em của nó thì nó sẽ đẻ ra được bao nhiêu phần? 25% đấy ạ. Ít thế rồi ạ. Thì thôi 25% là lưu siêu tích. Ui bé nhỉ, bọn này đéo biết tên bao giờ nó mới to để mà ụt ụt nhau. Năm được. Một năm thôi ạ. Ừ. Rất tiếc là con baby em được cho nó đã tự tử. Nó đã thành cái tiêu bản sắc khô. Con này là bé, chứ còn mấy con anh chị em nó to nhiều. Mà con này chắc là con đực à? Sao? À được, ở bọn rắn thì được bé hơn cái nhỉ? Tùy vào. Hầu hết. Nhưng mà bọn này ở bọn này. Hầu hết là bé hơn cái. Không, có mấy loại được to hơn cái nhỉ? Thì đấy, nhưng em bảo là hầu hết mà. Em thấy hầu hết là đấy, còn kinh nhất có một vài loại. Có một vài loại là được to hơn cái thôi. Ở kinh được to hơn cái. Đấy thì đây là bọn rắn mùng các bạn ạ. Và bọn này ở trong tự nhiên, môi trường tự nhiên ở Việt Nam rất là nhiều. Và cũng được nuôi đẻ rất là nhiều. Ủa, người muốn nuôi đẻ này đẻ thịt. Thịt. Không phải con trắng, mà con trắng này nó là móc khác, nó là màu kiểu đột biến ấy. Còn con bình thường nó sẽ trông như này. Và trông như cái con to vừa nãy. Thì được cái trại nuôi đẻ rất là nhiều để thịt. Rắn mùng này thì lại làm món gì ngon? Anh chỉ chú luôn. Làm đủ món. Cứ món gì dùng rắn thì dùng hết. Băm chả các thứ nhỉ? Xúc bánh đa các thứ. Băm chả, xào, xúc bánh đa, nhiều. Đợt trước mình chả ăn rắn chun, xúc bánh đa vậy. Lấy mấy con về ăn đấy. Anh lấy mấy con, nhưng mà con này bé tí thì ăn mẹ gì. Con này là mẹ hết Lucy ấy, mẹ 200 nghìn một con. Ơ, sao đi làm sao này? Con đấy bị sưng đít đấy. Nay em chỉ cho anh con gì nữa. Sưng u luôn. Rồi chả quan tâm, con để phế cũng được. Còn đấy chắc là con đực. Nhưng mà đực này mà sưng đít thì sợ chim có ảnh hưởng gì không? Cần trọng đéo gì về sau cho bố lại với bố. Đúng rồi. Quên. Nói chung là anh em nào nhưng mà bọn này nó có hay chui ra khỏi bể không? Không. À, nếu như mà có điều kiện chui ra là ra ngay đấy. Như con của em thì mẹ đáng nhẽ là nó đéo chui ra, nhưng mà em dán cái background đằng sau nên nó có vách để nó trèo lên. Rõ ràng. Mình đã để ý cái đấy và không để ý là cái lưới cũng làm lưới bé thôi, nhưng mà đã phải lưới mũi, lưới nó to hơn tí thế là nó lách ra được. Mẹ kiếp. Bọn rắn ấy, bọn rắn trông như thôi, chỉ cần nó cái khoảng giữa hai mắt nó bằng cái lưới ra rồi. Nó lách ra được ngay. Bọn này nuôi chung với rắn dâu được không? À không nên. Sợ không biết do gì đấy mà ngày xưa nuôi chung rắn dâu, xong thời gian sau thì rắn dâu mới cứ bị yếu dần giống thằng. Nghi là chắc là bọn này có mang cái mầm bệnh gì đấy mà con rắn dâu đéo chịu được thôi. Nếu mà ví dụ nếu mà làng nuôi sinh sản nhất là nuôi riêng, thứ nhất là nuôi riêng. Các bạn là do này mình lại cứ thích bị cứ quên cộng đồng này, ý là cộng đồng đi. Có một con to đùng là con normal ấy, là cái con băm chả được ấy. Đấy là con normal mẹ đẻ ra cái đống hết đấy. Nên nó đẻ ra đống hết thì kệ, nhưng mà nó vẫn là normal không? Không, con đấy là mẹ tổ quốc ghi công, không bị băm chả. Thì nó đã được nuôi ở đây là nó sẽ thoát được khỏi cái số phận bị băm chả rồi. Bọn này bọn bình thường như này mà không, như là normal bình thường ấy thì bán có tầm 10.000 một con nhỉ? Bán lẻ ấy nhỉ? Không, nếu như mà là con size to ấy nó vẫn bán được cân như bán. À không, đang bảo là đợt trước thấy có một đợt mà ai bán theo con gì đấy bé bé ấy. Đờ baby đúng 10.000 con. Anh em nào mà muốn chơi nước như này thì có thể mua bọn này. Đợt trước em quay clip con rắn mùng em đẻ nuôi cũng ấy kìa. Cũng có nhiều người quan tâm đến con rắn này, hỏi xem mua ở đâu bao tiền. Mà mọi người đéo biết là con này rẻ, đéo chịu được. Chỉ có 10.000 một con thôi, và nếu mà anh em nào mua từ tận trại mà bốc nhiều tí thì nó còn rẻ nữa. Là một đống nuôi ở trong một cái bể này cũng được, nuôi cùng với cá to tí thì không sợ, nếu mà cá bé thì nó sẽ bị nó ăn. Đây nuôi cùng cá này, cá mồi này các bạn này, đây là cá chép mồi này. Đó. Báo chuyện đéo con lòng luôn à? Không, lòng thì để thả nhiều cây tự lọc. À nó sẽ ăn chất dinh dưỡng từ cứt đúng không? Đây là anh để mới có mỗi rêu với cả rong đúng không? Rong nuôi rong nó mới làm sạch nhanh chứ. Có cả luộc ốc này nữa. Cái luộc kiểu ít bèo về thả bằng nữa. Bọn cây giấy nó có ăn không? Giấy gì? Em thấy giấy gì hay bán bên ngoài ấy. Không, giấy nó nhanh lên rêu, giấy phát triển chậm. Toàn bị rêu bám.
Nhưng mà như này trông cũng tạo có một cái môi trường xanh ở trong nhà các bạn ạ. Trông khá là ổn. Và chỉ cần đèn led để cho cây sống thôi, còn bọn rắn này thì cũng chả cần đèn. Các bạn để nhiều cây các thứ để cho nó có chỗ để nó trốn là được. Thế là lại làm một đàn mùng về nuôi xong rồi bong chảy. Cũng đích của anh là thế à? Đợt trước, lần đầu tiên nhớ em nhớ đợt đầu tiên vào Sài Gòn mà gọi rắn chun ăn đâu. Vào Cần Thơ mà gọi rắn chun không được ăn đâu. Không được ăn hả? Đấy lần sau gọi vào Cần Thơ lần nữa. Tiếp tục mình phải gọi rắn chun để ăn. Rắn chun à? Ừ đấy, rắn chun gắn rắn chun băm băm rồi xúc bánh đa này. Ngon vãi, băm cả xương luôn. Tất nhiên là làm sao lại được xương biết này, nó bị từ bé hay như nào? Không, chắc là do vành ăn này tát hít nhau hình đấy. Cắt hơi bít à? Cắt hơi bít xong rồi nhiễm trùng à? Ừ. Ngu thế. Nặn ra xem có mủ không á? Ừ. Bé quá, đáng nhận đến đeo quay được rồi. Nặn nhưng mà cho bạn rút cũng nhiễm trùng nhé. Ừ. Đây có phải mủ không hay là... Nặn xong thì phải để ngày, bạn cặn ngày chứ. Nặn xong thì phải để ra chỗ khác. Vì nó là vết thương hở mà, vào nước bẩn cái là nhiễm trùng chết ngay. Ok anh em ơi, ở đây tôi đang ngồi cạnh cái bể rắn mùng. Thực ra rắn mùng nó là cái loài rắn khá là xuất hiện nhiều ở Việt Nam và được nuôi sinh sản để làm thịt, cho nên là mình nghĩ là chắc cũng không ai để ý đến cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà thực ra là trông cũng khá là hay và cách nuôi cũng khá đơn giản. Nếu anh em nào thực sự yêu thích thì có thể chơi, mà không có điều kiện thì có thể chơi con này cũng được. Đó, nó cũng không đáng giá gì cả, nhưng mà khi mà chúng ta nuôi pet thì con nào nó cũng có giá trị của nó hết, đúng không? Nên là tốt nhất là ngưng kỳ thị những con rẻ đó, và chúng ta chơi theo tâm chúng ta thôi, kiểu thích con gì thì chúng ta chơi con đấy, không quan trọng là con đấy đắt hay rẻ. Đắt quá thì chúng ta có thể bỏ qua không chơi, nhưng mà con nào rẻ mà muốn chơi thì tội gì không chơi. Khi mà các bạn nhìn thấy con mà chúng ta thích nuôi mà con đấy lại còn rẻ nữa thì đấy là một cái sự hạnh phúc vãi cả đái, bởi vì là mình có thể sở hữu được con đấy rất là dễ dàng đó. Ok, xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha, tạm biệt.